anh. Khâu nữa hả? Nó đã có răng anh à? Phải. Lúc nó đuổi thì nó có kiếm. Nó có kiếm á? Ừ. Ôi, đi viện đi. Phải không nhỉ? Phải đấy, nhảy ra này kia như kiểu là trẻ con đòi ăn ấy. Ôi, đi 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 khâu đây anh ơi. Đi đi khâu đây. Không có chết tôi đấy. Đi bảo công an. Đi bảo công an đi. Đi. Đi bảo công an mới bắt được nó. Anh em mình không phải đối thủ nó rồi. Tải của nó làm gì? Bắt vào đi toàn silic cọc xê. Để xem hôm nay nó kiếm được cái gì. Toàn có cái gì? Ôi. Ôi trời. Ôi, có mấy cái silic cọc xê này, cả silic cọc xê đỏ này. Ôi, túi gì đấy? Nào, chắc lại bút chì ăn trộm một con nhà nào ấy. Mày về lấy xe đi chở tao. Cọc chân. Ôi! Ôi! Cái gì vậy? Ôi! Băng! Băng toàn lấy băng trà đấy! Ôi! Cái này của em. Mày đeo vừa đâu? Ui à,
cái này sinh ra đây để có tao rồi. Thế cho em cái miếng đây, này. Đây, đây còn nước. Mày điên à? Đây cho mày đống này này. Em tìm vào. Im. Cốc chơi. Thế em cái vòng cổ này nhé. Ôi, không, ai này, bỏ, thế em bỏ người. Tao, ui. Ui, cái này sinh ra lên để cho tao luôn. Cái này của em mà. Im. Của em mà, em bắt được mà. Ui, thế này tao có được. Cái này, thế thì tao cũng bị chém thêm vài nhát nữa cũng được. Dù là mày chém anh tí nữa cũng chân rồi. Đây, đây, nhưng mà có vàng, được vàng. Ừ, anh đi vừa tắm đi, bỏ lưng. Bây giờ đi, đi bán vàng để khâu chân. Bán vàng á? Tao bảo. Tao mà bị mất nhiều người, tao bảo cũng ăn đấy. Hay hay mình đi đấy đây. Cô này là cô ăn trộm. Hay mình đi đầu thú đây. Mày điên rồi. Tao không ăn trộm đâu, muốn đầu thú. Mình cầm vàng ăn trộm, mình chẳng phải đi đầu thú à. Mình chẳng ăn. Điên rồi. Mình bảo mình nhắc người. Của anh tốt. Nguyễn Thị Kiếm bò sống tản lên Ba Vì Hà Nội ấy. Ba xóm A Cạch. Đấy, Nguyễn Thị Kiếm bò sống tản lĩnh Ba Vì Hà Nội. Anh ơi, lên trà này. Điên là mình đang lên giặc đây này. Tao còn bị nó chém như thế này mà mày bảo là kia. Là gì máu ra? Nó chảy máu như máu. Đi. Hả? Cất đi mà đi không. Anh phải đi bệnh viện thôi. Cái này nhảy ra rồi này. Toạc to thế. Tao nghĩ này không phải khâu đâu. Dở à, phải khâu vào. Dít thuốc lào là được. Hay là để em khâu cho em quen khâu gà rồi. Thôi thôi, mày khâu để tao dính thêm vài cái đấy nữa à. Đi. Quá chân này rồi. Tao cứ về tặng nữa. Nhưng mà từ từ nhá, không được làm mất một cái gì đâu nhá. Đếm cho bao nhiêu cái. Đếm cho bao nhiêu cái nhá. 3 4. Làm sao lại cái to cái nhỏ nhỉ? Không biết. Và cái này 29. Sai này. 3 4 5 6 này, 7 này. Đây là 8 này. 9 này. Thì cái này to thế. Hay là cái này cho em đi. Cái này giữ làm cái nhỉ. Thôi rồi, trả cho anh ta tốt. Mấy cái rồi? 8 9 2 4 6 8 9 10 11 12 13 15 Còn đâu? 15 Được. Ui, cái châu. Tao là đang đau này. Này, có cái nào mà cái châu, cái yểm cái gì? Tao biết được mày cầm tải từ lúc mày có yểm không đấy? Anh chở à? Lên về tắm đi, đâu dâng một đi trả người ta, nhưng người ta bảo công an phát hiện chúng mình chết đấy. Không phải là một cháu ăn trộm đâu nha, một cháu nhặt được của ăn trộm ấy. Còn cái gì không? Cái này vứt đi. Lấy xe ra. Chẳng may lên tí nữa dính gân thì chết toi rồi mọi người.